Hi, welcome back to the Wheel of Life online retreat. Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với khóa tu trực tuyến Bánh Xe Luân This is Hồi. the start of session 7. Đây là bắt đầu của phần 7. And before I forget, I'd again like to thank Stanley for translating. Và trước khi tôi quên, tôi muốn cảm ơn Stanley một lần nữa cho việc phiên dịch. To work together with him and Tim and Allison. Đó là một niềm vui thật sự khi làm việc cùng anh ấy và Tim và Allison. So in session 6 we did a long meditation. I'm sorry it was a little bit too long. Trong phần 6 chúng ta đã thực hiện một bài thiền dài. Tôi xin lỗi nó hơi quá dài một chút. In session 7 again we're going to do another meditation. Và trong phần 7 một lần nữa chúng ta sẽ thực hiện một bài thiền khác. This meditation is called peacefully reminding them of good. Bài thiền này được gọi là nhắc nhở họ một cách bình yên về điều tốt. During and after. Trong suốt thời gian hấp hối và sau khi qua đời. So we already mentioned that as a person is dying. Như vậy chúng ta đã đề cập đến điều đó khi một người đang hấp hối. It's very very good if the atmosphere can be peaceful and positive. Điều này thì rất rất tốt nếu bầu không khí có thể yên bình và tích cực. And just quietly talk to them. Và hãy nhẹ nhàng nói với họ. Remind them of all the good things they've done in this life. Nhắc nhở họ tất cả những việc tốt họ đã làm trong đời này. You know there is a famous Buddhist ritual for helping a person in the bardo. Các bạn biết đấy, có một nghi lễ Phật giáo nổi tiếng để giúp một người ở trạng thái trung ấm. And the name of that ritual is Changchok. Và tên của nghi lễ đó là Changchok. Chok means choga, which means ritual. Chok có nghĩa là choga, có nghĩa là nghi lễ. And a chang means a purification. Và chang có nghĩa là sự tịnh hóa. And the idea is that we attract the person. Và ý định là chúng ta thu hút người đó. To the prayers which are held during the time they are in the bardo. Đến những buổi lễ cầu nguyện được tổ chức trong suốt thời gian họ ở trạng thái trung ấm. And the monks and nuns who do the prayers, they might ask the family, please give us some piece of clothing that the dead person was wearing a lot, or maybe their rosary or something they really were attached to. Và các thầy tu và các ni cô làm lễ cầu nguyện, họ sẽ yêu cầu người nhà hãy đưa cho chúng tôi vài mảnh quần áo mà người mất đã mặc rất nhiều lần, hoặc có thể là chuỗi tràng hạt của họ hay thứ gì đó họ thật sự gắn bó với. And then it's a very beautiful ritual. Và đó là một nghi lễ rất tuyệt vời. I did it many times with my teacher for people who passed away in the temple where we lived. Tôi đã thực hiện nghi lễ này nhiều lần cùng với thầy của tôi cho những người đã qua đời trong ngôi đền nơi chúng tôi từng sống. And this whole kind of complex ritual. Và toàn bộ loại nghi lễ phức tạp này. The essence of the ritual. Bản chất của nghi lễ. Is that we are attracting that person to the room. Là điều mà chúng ta đang thu hút người đó đến căn phòng. And by the way, as we'll explain later in this Lam Rim book. Và nhân tiện đây, như chúng tôi sẽ giải thích sau trong quyển sách Lam Rim này. They can hear you, they can come. Họ có thể nghe các bạn, họ có thể đến. It doesn't even matter what language you're speaking. Thậm chí không quan trọng là các bạn đang nói ngôn ngữ gì. They have the power to understand it. Họ có năng lực để hiểu nó. And then it's a very very touching ritual because you remind them of all the good that they did in their life. Và rồi đó là một nghi lễ rất rất cảm động bởi vì các bạn nhắc nhở họ về tất cả những điều tốt mà họ đã làm trong đời họ. And we turn their mind to thinking about some good seeds they made in their life, powerful good seeds. Và chúng ta làm cho tâm trí của họ nghĩ về vài hạt giống tốt họ đã làm trong đời, những hạt giống tốt mạnh mẽ. Even if there's someone who was, I don't know, angry their whole life or fought with people their whole life. Thậm chí là nếu có người nào đã tức giận trong cả đời họ hoặc đánh nhau với mọi người trong suốt cuộc đời họ. We already learned from the Lam Rim text that if they can think about something good they did in those crucial stages of the death process. Chúng ta đã được học từ văn bản Lam Rim rằng nếu họ có thể nghĩ về vài điều tốt họ đã làm trong những giai đoạn quan trọng đó của tiến trình cái chết. It can drastically change the direction of their future life.
Điều đó có thể thay đổi mạnh mẽ phương hướng kiếp sống tương lai của họ. So we continue that encouragement during the bardo, while they're in the bardo, while they're between death and rebirth. Vì vậy, chúng ta tiếp tục sự khích lệ đó trong suốt trạng thái trung ấm, trong lúc họ đang ở trạng thái trung ấm, trong lúc họ đang ở giữa cái chết và sự tái sinh. And those beings who are in the bardo life, spirit life, những người đó ở trong kiếp sống thân trung ấm, kiếp sống linh hồn. It's a strange situation. They can see, most often they can see their family. Nó là một tình huống lạ. Họ có thể thấy, hoặc hầu hết họ thường có thể thấy được gia đình của họ. So let's say the family is sitting in the kitchen the day after the person died. Vì vậy, giả sử là gia đình họ đang ngồi trong bếp vào ngày sau khi người đó qua đời. And the family members are crying and having breakfast. You know. Và mọi thành viên trong gia đình đang khóc và dùng bữa sáng. And then the bardo being many times they don't know they died. Và rồi thân trung ấm đó nhiều lần họ không biết là họ đã chết. And they're like, why is everyone crying? Và họ giống như là sao mọi người đang khóc vậy? And no one can hear them. Và không ai có thể nghe được họ. So they just keep eating, you know. Vì vậy mọi người vẫn cứ tiếp tục ăn, các bạn biết đấy. And he's like, why don't I have breakfast? Tại sao tôi không có bữa ăn sáng? And then finally they realize they died. Và rồi cuối cùng họ đã nhận ra họ đã chết. And they can hear the family talking. Và họ có thể nghe được người nhà họ đang nói chuyện. Sometimes it's almost like there's a piece of glass between them and the family. Đôi khi nó gần giống như có một tấm kính ở giữa họ và người nhà của họ. And they sometimes they get frustrated. No one's listening to me and they bang on the glass. Đôi lúc họ trở nên thất vọng, không ai lắng nghe tôi cả và họ đập mạnh lên tấm kính. So in this meditation. Vì vậy trong bài thiền này. First we're going to get quiet. Đầu tiên chúng ta sẽ dần yên lặng. And we're going to go through those 8 technique meditations kind of faster. Và chúng ta sẽ đi qua 8 kỹ thuật thiền định dạng nhanh hơn. Then we're going to choose a family member or a friend. Và rồi chúng ta sẽ chọn một thành viên trong gia đình hay một người bạn. Maybe someone who's quite old or someone who's sick. Có thể là ai đó khá già hoặc ai đó bị bệnh. Someone who could conceivably die in the next few months. Ai đó người mà có thể hình dung được sẽ qua đời trong vài tháng tới. And of course we never know. Tất nhiên là chúng ta không bao giờ biết. Sometimes the healthiest person dies first. Đôi khi người khỏe nhất lại là người qua đời trước. But let's just practice. Nhưng hãy chỉ luyện tập. Communicating with this person in the deathbed and the bardo. Giao tiếp với người này trên giường bệnh và ở trong thân trung ấm. Many kinds of meditation are just practice for real life. Nhiều loại thiền thì chỉ thực hành cho đời thực. For example, if you have a problem with some other person, you get angry at them a lot. Ví dụ nếu các bạn có một vấn đề với vài người khác và các bạn trở nên giận dữ với họ rất nhiều. In your morning meditation. Trong thời thiền buổi sáng của các bạn. You can, especially if you're going to meet them today. You know you're going to meet them today. Đặc biệt các bạn biết các bạn có thể gặp họ hôm nay. You can close your eyes and practice meeting them today. Các bạn có thể nhắm mắt và luyện tập cuộc gặp gỡ với họ hôm nay. And practice remembering your dharma when you meet. Và luyện tập việc nhớ về pháp của các bạn khi các bạn gặp họ. So in this meditation today. Vì vậy trong thời thiền hôm nay. Session 7. Phần 7. We're going to go through those. We're going to get quiet with those 8 technique meditations. Chúng ta sẽ đi qua những điều đó. Chúng ta sẽ trở nên tĩnh lặng hơn với 8 kỹ thuật thiền định này. And then we're going to go on to imagining that someone we know is dying and then has entered the bardo. Và tiếp đó chúng ta sẽ tiếp tục sự tưởng tượng rằng một ai đó chúng ta biết đang hấp hối và rồi đã đi vào trạng thái trung ấm. We're going to choose a real person we know who might actually die in the next few months. Chúng ta sẽ chọn một người thật. Chúng ta biết người mà thật sự có thể qua đời trong vài tháng tới. And we're going to practice talking to them
about the good things they did. Và chúng ta sẽ luyện tập nói chuyện với họ về những điều tốt họ đã làm. And if the day, of course the day will come that people around you die, someone dies. Và nếu ngày đó, dĩ nhiên ngày đó sẽ đến mà những người xung quanh các bạn qua đời, ai đó qua đời. You will know what to do and you will know how to help them. Các bạn sẽ biết làm gì và các bạn sẽ biết giúp họ như thế nào. And talking to them, encouraging them to remember the good deeds they did. Và hãy nói chuyện với họ, khuyến khích họ nhớ những điều tốt họ đã làm. And to activate those good seeds. Và để kích hoạt những hạt giống tốt đó. That's the essence of Zhang Chong. Các bạn có thể, đó là bản chất của Zhang Chong. So in a way, in that moment, you become like those monks or nuns who are trying to help the dead person. Vì vậy, theo một cách nào đó, vào khoảnh khắc đó, các bạn trở thành giống như những người thầy tu hay những ni cô đang cố gắng để giúp đỡ người chết. You are doing the exact same thing. Các bạn đang làm chính xác điều tương tự. Okay, so let's start. Được rồi, vì vậy hãy bắt đầu nào. Quiet breath. Hơi thở nhẹ nhàng. Eyes softly closed. Đôi mắt khép nhẹ. Long exhales, push out the last air, a little bit extra push. Thở ra dài, đẩy không khí cuối cùng ra ngoài, đẩy thêm một chút nữa. And come to listening to some sound in the room where you are. Đến với việc lắng nghe vài âm thanh trong căn phòng nơi các bạn ở. 10 breaths here. 10 hơi thở tại đây. Rest your mind on that sound like resting your head on a pillow. Gắn tâm trí của các bạn vào âm thanh đó, giống như việc đặt đầu của các bạn trên gối. Now let's go to our heartbeat for 10 breaths. Bây giờ hãy đi đến nhịp đập trái tim của chúng ta trong 10 hơi thở. Now let's go sit in the beautiful meditation, elegant meditation room inside our heart. Bây giờ hãy ngồi trong căn phòng thiền đẹp, thanh tịnh bên trong trái tim của chúng ta. 10 breaths as the walls beat. 10 hơi thở như bức tường đang đập.
Now let's go to an inner chamber in the heart. Bây giờ hãy đi vào bên trong một căn phòng trong trái tim. Still sunny and nice fresh air inside. Vẫn có ánh nắng và không khí trong lành bên trong. The heart is beating now at a distance. Bây giờ trái tim đang đập ở một khoảng cách. Try to get more and more quiet. Cố gắng đạt sự tĩnh lặng hơn nữa. That's the goal of these eight. Đó là mục tiêu của 8 kỹ thuật này. Now we touch the sugar crystal. Giờ đây chúng ta chạm vào một tinh thể đường. And we take our mind inside. Và chúng ta đưa tâm trí của chúng ta vào bên trong. Still lots of light and very fresh air. Vẫn có rất nhiều ánh sáng và không khí rất trong lành. But tiny and anonymous and silent. Nhưng nhỏ bé, ẩn mình và tĩnh lặng. Now my mind is the whole Pacific Ocean deep and wide inside the sugar crystal. Giờ đây tâm trí của tôi là cả Thái Bình Dương, sâu và rộng bên trong tinh thể đường. And now I include the sky to the ocean. Bây giờ tâm trí của tôi là cả bầu trời cho đến đại dương. Silent and as broad as the sea and as wide as the sky and as high as the sky and as deep as the sea. Yên lặng và để tâm trí trải rộng bao la như biển cả và rộng lớn như bầu trời, cao như trời và sâu thẳm như biển.
Now I turn my mind off. Bây giờ tôi tắt tâm trí của tôi. Block all extra thoughts, extra ideas. Ngăn chặn tất cả những suy nghĩ và ý tưởng đến trong tâm trí. Now I unattach myself from my mind. Let my mind do what it wants, think what it wants. Empty space, and I'm not relating to the mind. I am gone. Bây giờ tôi tách chính tôi khỏi tâm trí của tôi, để tâm trí của tôi làm điều gì nó muốn, nghĩ điều gì nó muốn. Không gian trống rỗng. Tôi đang không liên quan với tâm trí. Tôi tách ra. Now suddenly I'm in a hospital. Bây giờ bỗng nhiên tôi ở trong một bệnh viện. I'm standing by the side of a bed. Tôi đang đứng bên cạnh chiếc giường. Someone in my life that I know is lying on the bed. Một người nào đó trong cuộc đời tôi mà tôi biết đang nằm trên giường. Family member or friend. Thành viên gia đình hay bạn bè. Maybe they are elderly. Có thể họ lớn tuổi. Maybe they are sickly. Có thể họ bị ốm. And they are dying. In my imagination, they are dying. Họ đang hấp hối. Trong tưởng tượng của tôi, họ đang hấp hối. And it's a normal hospital. Và đó là một bệnh viện thông thường. Lots of other noises going on. Nhiều tiếng ồn khác đang diễn ra. Very probably there are other family members or friends standing around. Rất có thể có những thành viên khác trong gia đình hoặc những người bạn đang đứng xung quanh. I don't have the chance to talk in a perfect atmosphere to this person. Tôi không có cơ hội để nói chuyện với người này trong một bầu không khí hoàn hảo. But this is what it's really like to be with a person who's dying. Nhưng điều này là điều thật sự giống như là đối với một người đang hấp hối. There will be many distractions. Sẽ có nhiều thứ làm phân tâm. There may be strong emotions going on in the room, people crying. Có thể có những cảm xúc mạnh đang diễn ra trong căn phòng, mọi người đang khóc. Machines making noise, nurses coming and going. Các máy móc tạo ra tiếng ồn, những người y tá đến rồi đi. Let's practice this situation. Hãy luyện tập tình huống này. It's not a perfect chance. Nó không phải là cơ hội hoàn hảo. But it's almost always like that. Nhưng nó cũng gần như thế. And I'm waiting for a good moment. Và tôi đang chờ đợi một thời điểm tốt. Without pushing this person or without upsetting the other people in the room. Mà không xô đẩy người này hoặc không làm phiền lòng người khác trong phòng.
I'm going to direct the conversation. Tôi sẽ hướng cuộc trò chuyện này to some very positive things that this person did during their life. Tới một vài điều tích cực mà người này đã làm trong suốt cuộc đời họ. Let's say it's my grandfather who's dying. Giả sử ông tôi đang hấp hối. And we are practicing how to help a person die. Và chúng ta đang luyện tập làm thế nào để giúp đỡ một người qua đời. And when the real time comes, we will be very used to it, we'll be ready. Khi thời gian thật đến, chúng ta sẽ rất quen với nó, chúng ta sẽ sẵn sàng. Oh, grandfather. Ông ơi. What was the thing you did as a small child that made your mother most happy? Điều gì ông đã làm khi còn nhỏ khiến cụ hạnh phúc nhất? And let them remember, talk about it. Hãy để họ nhớ, hãy nói về điều đó. Oh, grandfather. Ông ơi. When you were in your 20s. Khi ông còn ở độ tuổi 20. And for many people this is an idealistic time in their life. Đối với nhiều người, đây là khoảng thời gian lý tưởng nhất trong cuộc đời họ. So what good things did you do, grandfather? Ông đã làm những điều gì tốt hả ông? What did you do that was helpful to other people over and over? Ông đã làm những điều gì hữu ích cho người khác hết lần này đến lần khác? And then the third priority, right? In this moment in the hospital. Và rồi điều ưu tiên thứ ba, đúng chứ? Trong thời điểm này, trong bệnh viện. Can you remind them of some very high and beautiful karmic object? Các bạn có thể nhắc nhở họ về vài đối tượng nghiệp rất cao cấp và tốt đẹp được không? Oh, grandfather, can you see Buddha? Can you see Tara? Ông ơi, ông có thể nhìn thấy Đức Phật không? Ông có thể nhìn thấy Ngài Tara không? Is medicine Buddha talking to you? Đức Phật Dược Sư đang nói chuyện với ông hả? So in this very important moment in their life. Vì vậy trong thời khắc rất quan trọng này của cuộc đời họ. Mention some very holy object. Hãy đề cập đến một vài nhân vật rất linh thiêng. And then best of all. Và rồi tuyệt nhất trong số tất cả. Oh, grandfather. Ông ơi. What's the very best thing in your life? What is the thing you did which we should remember you by? Điều tốt nhất mà ông đã làm được trong cuộc đời này là gì? Điều gì ông đã làm mà chúng con nên nhớ tới ông? What was the thing you did in your life that helped the most people? Điều gì ông đã làm trong cuộc đời ông mà giúp đỡ hầu hết mọi người? So, and then other relatives will talk and there will be interruptions from nurses. Và rồi những người thân khác sẽ nói chuyện và sẽ có sự gián đoạn từ các y tá. But in a gentle and natural way. Nhưng theo một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Bring the conversation back to one of these four things. Hãy mang cuộc trò chuyện quay trở lại với một trong bốn điều này. What's the first good thing you remember doing for your mom? Điều tốt đầu tiên mà ông nhớ đã làm cho cụ là gì? What good things were you doing in your youth, in your 20s, for example? Những điều tốt gì mà ông đã làm khi còn trẻ, ví dụ ở độ tuổi 20. Do you see any Buddhists right now? What's it like? Ông có thể nhìn thấy Đức Phật ngay bây giờ không? Ngày ấy trông như thế nào? And what was the very best thing you ever did in your whole life? Và điều tốt nhất mà ông đã làm trong suốt cuộc đời ông là gì? Even if grandfather cannot answer, if they're too sick to answer. Thậm chí nếu ông không thể trả lời, nếu họ quá ốm để trả lời. You can still talk with them. Bạn vẫn có thể nói chuyện với họ. And on some level they will hear you. Và ở một mức độ nào đó họ sẽ nghe được các bạn. Now the last part of this meditation. Bây giờ là phần cuối của bài thiền này. Next day. Ngày tiếp theo. In the afternoon. Vào buổi chiều. Grandfather passed away last night. Ông đã qua đời tối hôm qua. I go to sit in a quiet place. Tôi đi đến và ngồi ở một nơi yên tĩnh. Like a bench at the park is a very good place. Giống như một chiếc ghế dài ở công viên là một nơi rất tốt. And get quiet. Và yên lặng. Maybe you can use some of the eight
quiet meditations. Có lẽ các bạn có thể sử dụng một vài bài trong số 8 bài thiền tĩnh lặng. And then talk to grandfather. Và sau đó hãy nói chuyện với ông. It's a tradition to talk loud enough that a person about 2 feet away, about a meter away could hear you. Theo như truyền thống, các bạn phải nói đủ to để người cách bạn 2 feet, khoảng 1 mét, có thể nghe được các bạn. So you're going to talk out loud, so I suggest a park bench which is there's nobody around. Các bạn sẽ nói to, vậy nên tôi gợi ý là không có ai ở xung quanh chiếc ghế dài trong công viên. And continue that conversation with grandfather. Và tiếp tục cuộc trò chuyện đó với ông. Maybe he knows he died, maybe he doesn't even know. Có thể ông biết ông đã chết, cũng có thể là ông thậm chí không biết. He's behind the glass. Ông ở sau tấm kính. We are talking almost one way through the glass. Chúng ta đang nói chuyện gần như là một chiều xuyên qua tấm kính. Grandfather. Ông ơi. You remember the conversation we had yesterday? Ông có nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm qua không? Did you remember anything more about the best thing you did in your life? Ông có nhớ gì thêm về bất cứ điều gì tốt nhất ông đã làm trong cuộc đời của ông không? The dead people in the bardo. Người chết ở trong trạng thái trung âm. They really, really appreciate someone talking to them like they are still alive. Họ thật sự cảm kích khi có ai đó nói chuyện với họ như khi họ vẫn còn sống. I have friends who have continued to talk to their dead loved ones. One woman whose daughter died when she was about 20. Tôi có những người bạn đã tiếp tục nói chuyện với những người thân yêu của họ đã qua đời. Có một người phụ nữ có con gái đã qua đời khi con cô ấy khoảng 20 tuổi. She has continued to go to the park every day for over 10 years. Cô ấy đã tiếp tục đi đến công viên mỗi ngày trong hơn 10 năm. And she still talks to her daughter. Cô ấy vẫn nói chuyện với con gái mình. I don't know if the daughter can hear her or not. Tôi không biết liệu người con gái có nghe thấy cô ấy hay không. 10 years after she died. 10 năm sau khi người con gái qua đời. But it was a very great healing for the mother. Nhưng đó là một sự chữa lành rất tuyệt vời cho người mẹ. And it made that relationship forever beautiful. Và nó làm cho mối quan hệ đó tốt đẹp mãi mãi. So you don't have to stop. Vậy nên các bạn không cần phải dừng lại. These steps of the path. Những bước trên con đường giải thoát. The purpose is to become a Buddha. Mục đích là để thành Phật. The path leads to stepping to Buddhahood. Con đường dẫn tới bước đi đến Phật quả. And there will come a day. Và sẽ đến một ngày. When I am a Buddha. Khi tôi là Phật. And the grandfather is also a Buddha. Và ông tôi cũng là Phật. We will meet again in our most beautiful forms. Chúng tôi sẽ gặp lại trong hình tướng tốt đẹp nhất của mình. And the two Buddhas will enjoy hanging out together. Và hai vị Phật sẽ tận hưởng việc đi chơi cùng với nhau. So you will meet those people again. Vậy nên các bạn sẽ gặp lại những người đó. And it's not crazy to talk with them until then. Và không điên rồ khi nói chuyện với họ và nói với họ. So practice it. Vậy nên hãy luyện tập nó. Let's take 3 deep exhales and offer these good seeds of this good meditation to other people. Hãy hít thở ra 3 hơi thở dài và tặng những hạt giống tốt đẹp của bài thiền này cho những người khác. As a golden light. Như một ánh sáng vàng. Stretching across my city. Trải dài khắp thành phố của tôi. My country. Quốc gia của tôi. This world. Thế giới này. All worlds. Tất cả các thế giới. 3 deep exhales. 3 hơi thở dài. Golden light. Ánh sáng vàng. Good seeds. Những hạt giống tốt. Slowly open your eyes. Và từ từ mở mắt ra. Take a good stretch. Hãy kéo giãn cơ thể nào. We'll see you for the next session. Chúng tôi sẽ gặp lại các bạn trong phần tiếp Thanks, theo. Stanley. Cảm ơn Stanley.